Dạ có. Thì giờ em về đây em tặng quà cho con. Dạ có. Dạ có. Dạ không. Không về Noel rất là xa. Dạ tôi không biết. Con tin có ông già Noel. Vì mẹ con nói là nếu con qua ông già Noel bình thường sẽ tới. Ông già Noel mặc một chút, nhưng ông già Noel cũng rất là tốt bụng. Ông già Noel cắt cái mỡ màu đỏ. Cả cậu ông chắc lắm. Con già Noel muốn cây già. Ông già Noel có râu. Con thấy ông già Noel già rất là mập. Ông già Noel xấu. Mập. Già. Già. Con nghĩ em già Noel là 100 tuổi. 1, 2, 3, 3 tuổi, 20 tuổi. Con nghĩ là ông 86 tuổi, 400 tuổi. Noel. Noel. Con không biết ông già Noel tên gì. Con nghĩ ông tên em là Noel. Dạ con không biết. Con nghĩ là ông già Noel là người Việt Nam. Ông già Noel Campuchia. Con nghĩ ông già Noel là người Việt Nam. Dạ, con nghĩ ông già Noel là người nước ngoài. Con muốn con tặng búp bê cho con. Con muốn ông già Noel tặng quà cho con. Con muốn ông già Noel cho con kẹo. Cảm ơn ông già Noel. Chúc ông già nhiều sức khỏe. Con không có điều gì con muốn nói với ông già Noel. Con chúc ông thật nhiều sức khỏe. Chuẩn bị nhiều quà cho con. Chuẩn bị nhiều quà cho con.